Trọng tài qua ta sự ép Việt Nam thua Thái Lan, tôi không nhận hối lộ. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Thái Lan sau cú đúp của Genatip Somkrasin. Ngoài yếu tố chuyên môn, các tình huống xử lý trên sân của trọng tài người qua Sao Ali gây vững nộ. Ông có nhiều quyết định gây ức chế như bỏ qua pha giật chỏ của Terathon với Quang Hải, cú sút vào mặt của Quế Ngọc Hải với Subachok, thổi việt vị ở pha thoát xuống của Hải Đức Chinh, Quang Hải ngã trong vùng cấm, hay bóng chạm tay hậu vệ Thái Lan trong vòng cấm. Sau trận đấu, còi vàng Việt Nam 2011-2012 nhận định trọng tài Sao Ali có phần sự ép đội tuyển Việt Nam bất bình với các quyết định đó. Cộng đồng mạng Việt Nam đã tấn công dữ dội Facebook cá nhân của trọng tài người Ta. Theo đó, có gần một vạn cổ đồng viên trạng vào Facebook cá nhân của trọng tài Sao Ali để trút cơn thịnh nộ. Trước làn sóng chỉ trích, ông đã đăng một đoạn thông báo thay vì chơi Facebook xúc phạm người khác, các bạn nên ngồi lại đánh giá bản thân và đưa ra giải pháp tốt hơn vì phần còn lại của trận đấu vẫn còn 90 phút. Tôi nhất định không nhận hối lộ của bất kỳ ai, với uy tín và lương tâm nghề nghiệp của tôi không cho phép điều đó. Xin gửi lời chia buồn đến đội tuyển Việt Nam, chúc may mắn trong trận thứ hai. Hiện tại, Facebook của vị trọng tài người Qatar đã biến mất trên mạng xã hội, chỉ còn những tài khoản giả mạo được tạo bởi người mới. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt về gặp Thái Lan vào ngày 26 tháng 12. Nhiệm vụ của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo là giành chiến thắng với cách biệt hai bàn trở lên mới hy vọng lọt vào chung kết